cái mẫu lo mới này, mẫu lo 25 đôi mẫu điện nha. Thì mọi người cũng đã yêu cầu cái mẫu Sabin, cái mẫu này mẫu Sabin nên mình nhầm, xin lỗi mọi người. Sabin thì mình cũng đã làm cái mẫu Sabin như thế này. Thì hôm nay mình quay video lên cho các bạn xem cái mẫu này mẫu mới luôn nha. Đấy, và mình chưa có dán tem luôn nè, chưa có dán tem nào hết. Và y chang cái mẫu xe điện mình giới thiệu được trước thôi, nhưng mà mẫu xe điện á thì nó sơn nằm ở trên, còn cái này nó sơn nằm dưới nha, nó sơn nằm bên hông. Đấy, thì cái công suất này là mình cũng đã giới thiệu nhiều lần rồi. Đó, thì công suất class D nha, và nó tầm 600W, công suất thực nó tầm 400W thôi, nhưng mà cái công suất đạt đỉnh của nó là 600W. Và echo volume đầy đủ như cái những cái video mình đã giới thiệu được trước thôi. Đó, và xài bình là sử dụng bình là 20A 12V 20A ha, và các bạn cũng đã nghe một khúc nhạc rồi đó. Thì bây giờ đó mình sẽ quay sơ bộ về cái lo này cho bạn xem. Nó lo là lo bass 25 côn 51 nha, côn rất là lớn, 25 côn 51, từ thì 120 thôi đó, từ nhỏ thôi nhưng mà từ nó dạng như từ neo mọi người. Đấy, rồi ở đây cái đế bình này, đây có hai cái đế kẹp bình lại nè, ốc ha. Cái này đổ để mít nè, và tay cầm bên hông đây, mình tay cầm bên hông để lên xe nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên một khúc nhạc nữa để cho các bạn nghe. Và những cái chung á, thì y chang như cái lò 25 đôi xài điện mình được trước giới thiệu thôi. Chung là chung xe hơi nè, bát xe hơi nè, chế qua là chung, và cái chép 350 chép nhập Trung Quốc luôn, và cái lo bát này của lo Việt Nam thôi chứ không phải là hàng nhập nha, nhưng mà lo rất ráp tại Việt Nam, và 25 tôn 51 và màng hút nha, nên là bát nó rất là ấm. Và những cái lo này á thì thích hợp cho những ai mà hát trong nhà ha, trong nhà thì rất là thích hợp. Đó, trong nhà không gian nhỏ, không gian hẹp á, thì hát rất là hay hơn lo 40 nhiều luôn. Còn mà lo 40 thì để dành cho hát ngoài trời thôi. Đó, thì cái mẫu này á, mà nếu như mà xài các bạn sạc đầy, bạn sạc đầy thì xài khoảng được 6-7 tiếng, hát maximum 6-7 tiếng. Đó, bình rất là lớn luôn, bình 20A là yên tâm luôn. Đấy, thì cái mẫu này mình đi mình giao sỉ nha, đang giao sỉ đi cửa hàng đây, nó gói hai thùng luôn rồi, đấy, hai thùng nè, và đây một thùng nữa mình đóng gói nè. Thì mình chưa đóng gói, mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem mình mới đóng gói sao nha, đóng gói gửi đi. Đấy, mút mà mút rất là chắc, và tay cầm bên hông bên đây một cái, bên kia một cái để cho các bạn lên xe. Đấy, và cái bảng sơn này khó giới thiệu nha, các bạn đã biết rồi. Đây, nước sơn là đẹp luôn, sơn ra y chang như cái mẫu xe điện thôi. Nói bây giờ cái này nó chỉ khác là nó sử dụng bình và khác cái mẫu sơn. Nó sơn xe điện thì nó nằm ở bên nóc này, còn cái mẫu này thì mình cho nó qua bên hông. Đó, qua bên hông thì nó sẽ bền bỉ hơn, và có mưa có gì có nước gì vô nó cũng không có phá hại hư cái bo này. Nếu như mà để trên nóc á, thì có mưa giọt hoặc là để ly nước ly gì trên đây mà nó đổ một cái là vô hứng hết luôn, bo mạch là hứng hết luôn. Đó, nó cũng để bên hông, nó cũng tiện một chỗ đó. Đây, và mình chưa có dán tem, thì anh yêu cầu là không dán tem nha, để đi anh tự dán. Thì bây giờ mình sẽ lên một khúc nhạc nữa và mình sẽ tạm biệt các bạn. Và những ai muốn rap thì liên hệ vào số điện thoại mình để lên bên dưới mô tả video ha. Và các bạn gọi trực tiếp vào cho số điện thoại của mình, hoặc là kết bạn Zalo và nhắn tin đợi mình phản hồi sau nha. Tại vì mình làm không có thời gian mà online liên tục á, khi nào mình rảnh thì mình sẽ lên Zalo mình trả lời mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lên một khúc nhạc nữa. Và cái mi á, thì mình sử dụng mi kim cương ha, mi kim cương như mấy cái video đợt trước thôi đó. Thì cái mẫu này các bạn muốn biết giá chính xác thì các bạn nhắn tin cho mình và mình sẽ báo giá và tư vấn kỹ hơn. Cái này thì giá nó dao động lắm, khoảng chừng 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu thì cũng có đó, tùy theo thôi. Ví dụ mọi người, ví dụ thằng này là 6 triệu đi, thì bình 20A đúng không? Các bạn muốn tầm 5 triệu là mình sẽ bớt lại bình còn 9A thôi, và cái mic sẽ rẻ hơn, và cái bass sẽ rẻ, chép rẻ hơn đó, thì cũng vậy thôi. Và coi nè, mình là cắm USB sẵn nha, mình chỉ
test cái không lời thôi nha, còn có lời nó bị dính bản quyền.